Nhóc gì? Ông này ông nhóc cái gì vậy? Nhóc ở nè. Tụi con nào chưa? Mùa này đâu muốn hết ớt rồi. Đôi chiếc ghe đang cầu hến. Ghe này người ta cầu hến. Ta đổ hết ra. Cá này ướp sả ớt rồi chiên cũng bán lắm nè. Muối sả ớt. Muối sả ớt là cũng bán lắm nè. Sao mà cái này một lứa vậy ta? Ừ, hôm nay có mấy con lứa vậy con. Cá này làm khô ngon. Tới mùa này mà cá mới con lớn nè trời. Thì bởi vậy đó. Nước lên có mấy hồi đâu giật mẹ. Ừ, lên được 20 ngàn. Mùa này mà hôm nay cũng còn cá dớn ăn nữa nè bà con. Hôm nay cá li ti không? Đã làm dớn còn là một bán cá mồi không? Cá mồi được nó 4-5 ngàn vậy đó gì? 5 ngàn, 6 ngàn. Cỡ này chắc mắc vậy à ha? Cỡ này cũng còn 6 ngàn, bị ghe cào nó cào nhiều quá. Ghe cào nó cào xong á. Cũng đâu thấy nhiều cá không? Vì mà nó về bữa ghe 200-300 kg. Nó ngồi. Nhìn cá này là tôi khoái rồi. Muối xả ớt chiên rồi. Quá cháy rồi. Cá này năm ngoái nó cũng bằng cùng tay hết nè. Thử rồi. Này. Ai nói gì? Nói trà bây giờ. Thôi à, đừng kiếm chuyện à, sáng xui lắm nha. Đừng nói à. Ở đây. Đây là cái ống này, hình như là cái ống xà lúa. Nó quay, nó kéo cái nó quay cái nó rớt hột lúa ra. Thay vì rải bằng tay nó không đều, người ta xả bằng cách này nó đều, lúa nó đều. Ruộng bên đây là ruộng 2 vụ. Và tới mùa nước lên thì nó không có làm. Ở đây chơi xạ theo cái kiểu này thôi. Ở trước kia con ông cũng xạ vậy. Đây gắt đổ lúa luôn. Ở đây sao sao có cái nhà giữa đồng. Ở trước là kinh, phía sau là sữa bò ruộng. Bên kia hồi trước cây cối nhiều lắm, mà giờ người ta đốn quá nè. Ta đốn mà ta đắp thêm bờ, chắc định làm đường ở bên đó hàng ra. Đây là cái ghe mà con người ta đi đặt chuột. Ta đi vậy cả tháng trời. Nó ra rập 7 chuột. Ở xa xa có cái xóm mà chục hộ. Ta đang múc đất đổ đường phía bên đó, 61 nó nằm ở trên kia nữa. Rồi sống ở đây cũng còn hoang dã. Đoạn này thấy cũng hơi đông người. Thì giống chàm con bạch đàn đấy đó, chàm con bạch đàn ở đây quán thần cây trồng đi cái máy bạch đàn chàm con bạch đàn đấy ở cây trồng đi bạch đàn chàm con bạch đàn đấy. Bạch đàn là chàm con này. Chàm con bạch đàn này. cá. Đi người ta bán trời đó, trên đó nè, tôi bẫy chỗ nào nó bán chỗ đó luôn, ta kêu lái vô, ta cần vợ chồng con cái ở chung nhau trên thế gian. Cá dến hả? Dạ, cá lứa nhau năm nay cá nhỏ nhỏ rồi. Dạ, nước lên chảy. Lên trễ rồi sừng dược cũng nhanh nữa. Cái này ngày mấy ngày mới dở vậy? Đây là ổng cái xiệp. Đây cá xiệp hả? Dạ. À. Tùy. Cá này muối ớt chìm rồi, nó chảy rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Làng tôi xa xanh có một dòng sông, bên sông mỗi chiều ai người giặt áo. Dòng sông nghiêng trắng cánh cỏ sớm chiều. Cong mái đình thật xưa, xôn sang trống trèo, hội làng em hát. Mùa xuân xoan rụng tím sân đình, để người khắc khoải cánh thâu đời. Nay người ta phải làm cái lễ gì thế này, đám cưới cái lễ gì nữa. Không phải là giớn mà đi sửa tượng, cái này cắt giớn. Đủ thứ cá. Chân trời